Ê, chị chơi. Mặc đồ nào đi phóng sanh đây chị? Chị lại lựa coi đồ nào phóng sanh. Mặc đồ nào? Quần màu xanh dương hả? Ok, với áo hả? Màu đỏ hả? Rồi, vậy là hôm nay là mùng 3 Tết. Thì để cho mọi người hưởng được cái lộc phóng sanh của ba cái ngày Tết á, thì em sẽ đi phóng sanh với rái cá Tt và nhặt rác thải nhựa dưới nước. Hôm nay mùng 3 mình sẽ qua nhà ngư dân để tiếp tục mua đồ phóng sanh. Rồi anh sẽ mặc ba cái này. Ok, sáng sớm là nhiệm vụ là lựa đồ cho thầy để thầy mặc đồ nào đi phóng sanh đó. Thấy học trò của em ngoan ghê chưa, chọn bộ này. Ok, sáng là nó chọn đồ cho em vậy đó, đó kêu em mặc đi nữa đó. Thưa quý vị cô bác anh chị, em cũng đang làm một cái đề tài về chống ô nhiễm nhựa của rừng ngập mặn. Thì trong cái tháng đầu năm này, những video chia sẻ trên kênh YouTube Tuyun á sẽ hướng về những đề tài đó cho thế giới họ xem. Việc Tuyun ở trong rừng chống ô nhiễm rác thải nhựa là như thế nào ở trong rừng ngập mặn. Sước, trời ơi, coi là sáng cái nó gào em một phát, nó mừng. Từ đừng có nôn, tụi nó nôn đi vậy á. Hôm nay chúng ta ăn sáng rồi nha, cho ăn sáng rồi, đi phóng sanh rồi, nhặt rác thải nhựa dưới nước luôn ha. Đây, còn một thằng nữa. Đi ra, let's go. Ra trễ là ở nhà. Đó. Đệ tử mà để gây sốt thế giới của em đầy đủ hết rồi nha mọi quý vị. Giờ quý vị ủng hộ em thôi là Việt Nam nổi tiếng luôn. Rồi bây giờ đợi tôi qua lấy cá nha. Rồi bây giờ em sẽ đi qua nhà ngư dân lấy bạch tuộc và cúm. Hôm nay mùng 3 Tết họ chỉ có vậy thôi, nhưng em mua giới hạn 500 ngàn thả để có, chia nhỏ cho 15 vị là mỗi người 33 ngàn nhé. Em kêu lấy cá vô rừng trốn đi, đợi em. Nó phải nghe lời em như vậy để tránh bị người ta bắt hại á. Hả? Sao đi theo? Let's go. Đi theo mấy anh cuốn đi. Để coi đi theo được tới đâu.
Rừng ở đây đang bị san bằng, diễn ra rất là nghiêm trọng. Việc bảo tồn rừng ngập mặn bây giờ là rất là cần thiết. Dù sao người ta cũng sẽ biết Tiun bảo vệ rừng ngập mặn chung với lấy cá và chó cá. Nên cho nó đi theo cậy nó đi, coi nó đi được tới đâu. Hôm nay chúng ta sẽ lấy cá ở đây. Dạ cô ơi, cho lấy đồ. Dạ. Ông Nghĩa ơi, ra chặn mấy con chó ông lại đi. Dạ, yeah. Có con gì con? Hả? À, có cái này nữa hả? Có bốn sao hả? Còn cá nào sống không con? Vô chưa hết? Vậy anh cũng chạy ra. Tôm này còn sống nè. Vô không có mà được. Cái ở ngoài thủy nó gần á, còn trong đây xa. Dạ. Con nào sống bỏ vô đi phóng sành hết luôn cũng được. Bắt tụt nhiều lấy hết không? Cài cài cài. Để cho nó có kinh nghiệm, cho nó có kinh nghiệm. Ok. Vậy cho nó có kinh nghiệm con. Dạ, đi nó chạy dưới mấy con cún kìa. Vậy thôi lấy hết con, mấy con còn sống này đi con thả con. Nhiêu tiền tính con không? Lấy bạch tuộc không? Có mấy con này sống rồi. Dạ. Có mấy con này sống lấy con mấy vài con bạch tuộc nhỏ rồi. Thưa mọi người là mấy con bạch tuộc này nó sống được có vài tháng rồi, đúng không con? Nên mình mua mấy con baby thôi. Có thì mình lấy mấy baby. Mấy này nó không có tuyệt chủng, nó sinh ra hoài à. Có mấy cái con là chuyên gia bảo tồn. Có mấy cái con cua, con còng, tôm, tép trong này nè. Nó được gọi là những chuyên gia sinh tồn. Này, đây là mấy con chuyên gia sinh tồn trong rừng ngập mặn nè. Đó. Này cái ống này nè. Bỏ vô đây vậy đinh vậy luôn nha. Dạ. Vậy cái gì trả. Tổng cộng cô lấy cho con đủ 500 ngàn được. Chú ý mấy con này còn sống mà cô, với mấy con kia nữa. Ok, hôm nay bài học cho ráy cá đừng vô thế giới con người á quý vị. Nó đang đứng nhờ mấy con chó đi theo, mấy con chó bảo vệ nó. Nó mừng ai vậy ta? Ok. Em quan sát coi tụi nó làm sao, nó hành động làm sao. Vậy cũng còn sống nhiều quá ha con ha. Tôm chì con. Tôm chì lấy size nhỏ thôi được. Size lớn. Này nước biển rồi hả con? Nước mặn. Dạ.
À, để em về em coi nó làm sao. Em chỉ sợ mấy người đi đường thấy nó tấn công nó thôi. Chuyên gia sinh tồn trong rừng ngập mặn chính là con rái cá. Rái cá vút bé. Đợi người ta lựa cá xíu rồi. Ê các bạn, nguyên một đám cuốn mà không thể bảo vệ được một con rái cá. Tại sao vậy ta? Mấy thằng nó ham chơi quá, nó không biết bảo vệ đàn em gì hết. 2, 4, 5, 6, 7. Chị chơi. Hey, vậy là hôm nay mình cũng có tôm, cá, cua, phóng xanh đầy đủ nha quý vị. Em nghĩ là không có. Để phóng xanh 500 ngàn trước đã coi làm sao. Rồi còn gì nữa mua tiếp. Đợi nghe chưa? Con vô nhà không? Bên ngoài nguy hiểm quá. Vô rừng đi. Đi vô khu rừng này chốt. Cú hồn. Rồi. Rồi đi rồi đó. Cua còng cúm mini rồi á. Dạ, thả từ tháng 6 là hơn rồi. Dạ. Nghe nè. Chưa. Ý là lấy có mấy con à, lấy có mấy con là thả 500 à. Còn mấy cái đống này lấy hết không được nè, có tôm phóc nè. Thôi mấy con này hồi con mình lại lấy sau nữa nha. Còn cái nào đi trước được đi. Ừ, cái thùng này ha. Alo. Alo. Hồi bắt tô. Tiêu nó lấy 500 mà lấy cúm đi lấy rồi. Có gì không? Sai hỏi không? Ok. Ồ. Còn nữa không cô? Dạ, hết rồi. Ủa là 500 nhiêu đây hả cô? Bà tuột, à, cái này 300 nè. Ủa bà tôm chị á, còn mấy tôm chị nữa nè, tôm chị cũng sống á. À, cúng với lại cá, với lại tôm là 300. Rồi, cúng cá tôm 300. Rồi còn bà tuột có 200 á. Bà tuột bắt được con ghẹ luôn hả? Có mấy con nào sống sống nó nhỏ nhỏ mất đi. Nè, mấy này nè. Vậy thì đợi xíu nữa đi. Đợi rồi. Dạ, con chị nó chạy vô trong rừng. Nó chạy vô cây, nó trốn. Nhưng mà thường mấy con chó nó ham vui, nó sẽ ra ngoài. Nó đợi lâu quá, nó sẽ chui ra ngoài. Rồi, hết con sống rồi đó. Phải chạy vô bụi cây trốn mọi người. Con này, con không. Con này, con này.
đi nhanh không sao. Cá bóng mà. Mấy con cá bóng này ở chung với mấy con còng. Con mà sống thả được chứ con gì hả? Nhiều quá ta. Để con coi áo đen thấy rái cá sẽ làm gì. À, áo đen thấy lái cá dừng lại, xuống xe. Không, áo đen ở nhà trọ cũng sao. Thường mấy người ngoài đường á đang chạy thấy rái cá dừng xe lại dí bắt, mắc cười lắm. Sao cái thùng của con mà không có đồ sáng. Được rồi, cảm ơn. Còn con gì sống sống rộng lại con mấy con tôm phóc nhỏ nhỏ. Mấy con cua nhỏ nhỏ đó. Mấy chuyên gia sinh tồn đó đó. Rồi cảm ơn cô chú nha, chúc mừng năm mới. Anh em đâu? Anh em gì đâu, như hạt dưới trời. Không có biết bảo vệ rái cá gì hết. Nó đòi bảo vệ tiêu không. Ê, hey, go home. Oh no. Let's go. Let's go, let's go. Rồi, mùng 3 Tết. Chúng ta đi phóng sanh đây. Cái thằng nào vậy? Let's go, let's go. Let's go. Chị Chê. Chị Chê. Chị Chê. Let's roll, let's roll. Nó nào ta. Chị Chê. Chị Chê. Chị Chê. Chị Chê. Where are you? Okay, let's roll. Let's roll. Nhóc khôn nha, trốn trong rừng nãy giờ đợi. Mà đi phóng sanh bên này đưa đồ mỏi tay quá quý vị. À, cầm. Không biết cầm sao luôn á. Rác thải nhựa nha. Mỏi tay kinh nha. Nặng. Nặng tiền 300 ngàn do mấy con cúm cua này nè. Mấy cái con chuyên gia sinh tồn trong rừng ngập mặn này nè. Với cá bóng sao nữa. Mấy con này vai trò nó quan trọng lắm á. Ây dù.
Leaving alone. Thưa anh chị, bây giờ em bắt đầu phóng sinh. Mình đang giải cứu động vật theo kiểu tái sinh rừng ngập mặn nha anh chị. Thì theo kiểu tái sinh rừng ngập mặn này á, mình sẽ phục hồi vai trò quan trọng của các con vật nó đang giữ vị trí. Nó không có bắt cá. Rồi, mình sẽ phục hồi vai trò quan trọng. Mình sẽ thả những cái con đang giữ vị trí quan trọng trong cái môi trường này. Để em đem ra nước nhiều nhiều thả. Chúng sanh quy y Phật không đọa địa ngục. Chúng sanh quy y Pháp không đọa ngạ quỷ. Chúng sanh quy y Tăng không đọa súc sanh. Nay đủ duyên lành tiêu ôn phóng sanh cá biển trong rừng ngập mặn. Với sự hỗ trợ của chó cá và rái cá. Dạ, bây giờ mình sẽ thả những cái loài sinh vật này xuống nước ạ. Đây, cá bóng sao, cá bóng đen, cua, còng, cốm. Đó. Trả nó về tự nhiên. Đấy. Hey, no! Give it to me! Give it to me! Okay. Where? Thằng đó nó lấy lại bản năng hoang dã của nó rồi thưa quý vị anh chị. Đó. Thì cái con rái cá là nó giữ cái vai trò quan trọng nhất trong cái môi trường này. Em dạy nó làm rái cá hoang dã sống lại với tự nhiên. Nên nó thả con nào xuống xui xui là bị nó hốt. Đó, nó đang gặm. Bởi vì nó lấy lại bản năng hoang dã của nó rồi. Rồi. Mấy con đó thì nó nhanh chết nên em thả nó trước. Giờ em thả tới mấy con này nè. Chúng sanh quy Phật không đọa địa ngục, chúng sanh quy Pháp không đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy Tăng không đọa súc sanh. Nay đủ duyên mùng 3 Tết đầu năm tôi đi phóng sanh cá biển trong rừng ngập mặn, giải cứu những cái loài vật có vai trò quan trọng trong tự nhiên. Nhờ sự trợ duyên của các mạnh thường quân là anh Lê Minh Tuấn, anh Hoàng Tuấn Thành, anh Nguyễn Trường Thành, anh Lê Ngọc Phú, anh Ti, nhóm Kim Sao Nhua, cô Lê Kim Chính, Bồ Tát Tỉnh Ngọc, Bồ Tát Như Thật, Bồ Tát Diệu Minh, Bồ Tát Diệu Ngân, gia đình chị Nhã Vân, gia đình cô Tám, gia đình cô Hoa, gia đình cô Hương. Dạ, cảm ơn 15 vị Bồ Tát đã ủng hộ. Bây giờ em thả nha. Thả xong rồi mình đi lượm rác thải nhựa dưới nước. Dạ, mấy cái bao bịch ni lông bây giờ nước cạn nó lú lên rồi em đi lượm. Trả ơn cho quý vị đã ủng hộ phóng sanh. Mình lấy cá nó xuống nước nó bơi rồi đó. Mấy con chó cá thì cũng đi làm việc. Sáng thì thằng chó rái cá em chưa cho nó ăn. Nên nó quắp một con cá đi rồi. Cái đó là lỗi của em á.
Đây là những chiến sĩ bảo vệ rừng ngập mặn, em thả nó về tự nhiên đây. Mấy con cúm nó xuống nước nó cắn nhau. Nó dữ quá, nó xuống này nó dữ quá. Nó cắn người ta gãy tay gãy chân. Đây, những chiến sĩ bảo vệ tự nhiên này. Trả về con đẻ nó. Rồi. Nó đi nữa. Chị coi đó, nó là như vậy đấy. Ghẹ nè, mấy con ghẹ nó trong đây cái màu nó tái tái. Mấy con ghẹ xình này ngứa quá, này rất là ngứa. Chiều em mới thả, chiều chắc chiều em mới đi nhặt rác quá, giờ nước sình quá em không nhặt được, ngứa lắm, cái sình nó ngứa lắm, tùy ngứa. Đây, và đây là bạch tuộc. Tột rút vô đây trốn luôn. Rồi xong, em phóng xanh xong rồi. Sình ngứa quá anh chị ơi. Sình nó bị cái gì vậy, nó ngứa lắm. Lùm rác rồi đâu, ngứa quá. Đi đi đi, go home, go home, go home. Chiều nước lên mới lụm được. Ngứa quá, về rửa chân. Chứng tỏ nước dơ. Sình dơ rồi. Ngứa giống như là kim chích vậy.
nên mọi người làm thải chất độc ra ngoài sông nó làm cho nước sông nó bị ô nhiễm. Nước sông nó bị ô nhiễm, nó ngứa kinh khủng. Xin bình thường mà sao nó ngứa dữ vậy ta. Bây giờ ra đây em mặc quần dài, bữa nay em mặc quần cột em mới biết nó bám cái gì vô trong người mình, nó ngứa lắm. Ngứa không, ngứa không? Về nhà rửa chân dốc. Dạ rồi, vậy là em đã phóng sanh mùng 3 Tết cho các vị cô bác anh chị 500.000, chia 15 người mỗi người 33.000 nha. Về 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 nhanh lên, hết rồi không? Giờ này nước cạn cũng không làm được gì đâu, lội sình dơ lắm, nó ngứa, không nhặt rác thải nhựa được. Ngứa tê dò luôn á. Bởi vì cái chân mình mà rửa không sạch là xúc cái móng luôn á anh chị. Nước phèn đồ nữa. Nên em giải cứu ngoài tự nhiên này nó cực lắm. Nhưng mà anh chị ủng hộ em vậy đó, em làm được. Tốt. Cho thiên nhiên động vật. Anh chị cứ thử, cứ trải nghiệm một lần, thử lấy cái chân của mình đó, đút vô cái sình này thử, có cảm giác giống như là rất nhiều mũi kim chích vô trong chân của mình. Nước sạch rất là quan trọng đúng không mọi người? Mọi người phải sống trong cái khổ như vậy, trải nghiệm rồi mới ví được nước sạch. Nên đừng có thải chất độc bẩn ra tự nhiên. Đây, chất độc bẩn nè, cái này là nguyên nhân ngứa thôi chứ. Rồi mấy cái con vật nó sống trong đó, nó bị môi trường nước ô nhiễm, nó ăn vô nó cũng bị nhiễm độc, mình ăn vô đó mình bệnh luôn á. Chào cô chú, sao xe chạy vô tới đây luôn hả? À, chạy nó khóa lại. Có gì không con? Bạch thủ không mà đem ra ngoài ngoại cho. Gì hả? Dạ dạ dạ. Dạ rồi, rồi, cảm ơn cô chú nha. Ngứa không? Nhanh lên. Ngứa đi ăn người rồi. Ngứa. Ôi giời. Ngứa lắm. Chiều nước lên thì em đi bơi em nhặt rác. Nhưng mà để hết 3 mùng đi em bắt đầu chuyên tâm nha mọi người. Hôm nay là hết mùng 3 rồi, mai em bắt đầu đi. Nay em lên xả clip cho mọi người xong cái mùng 3 luôn cho nó nhanh. Chiều nay em đi bơi em không khỏi quay phim lượm rác nè. Rác về em đưa về đây nè, rồi mai mốt đốt ở đây nè. Chị Ủa không? Quick! Ủa không? Giờ ngứa chân rồi. Chị! Ngứa quá, ngứa quá. Chị! Ủa không, quay. Không về cho con đó luôn á. Ủa không? Sình bị nhiễm độc, dính như da thịt vô cùng ngứa. Lúc nước cạn, không phải, lúc nước cạn á là những cái nước dơ bẩn,
ở trong mấy cái nhà máy xí nghiệp nó thải ra, ở trong khu dân cư nó thải ra, chứ không phải là nước biển. Kèm theo nguồn đất nó bị ô nhiễm cũng khiến cho cây cối nó chết. Hôm nay cái da của em nó tiếp xúc vô cái sình đó em mới biết cái sình đó nó bị đất đó bị ô nhiễm. Nó dính vô mấy cái lỗ chân lông của mình á. Rồi mình đau, mình ngứa, mình rát. Rái cá ti ti hôm bữa nó đi tắm sình ở đó, mà em cho nó đi chơi lúc nước cạn á anh chị, về nó bị viêm giác mạc. Nó đút con mắt nó vô, giờ nó mò mò trong sình á. Giờ em mới biết rồi, nó viêm giác mạc là do từ đó đất bị ô nhiễm nên nước cạn không chơi được. Nước cạn chỉ có phèn rồi sình rồi chất dơ không à. Chứng tỏ mấy vị mà thích ăn cá biển ngoài tự nhiên đang ăn độc tố á. Mấy con cua con còng cúm nó ăn dơ ăn bẩn dữ lắm. Trong đất có mấy con cua bùn. Đúng. Thì mấy con cua bùn á làm cho đất tươi xốp tốt lên. Mình bắt cua bùn mình ăn hoài, đất nó không có được làm sạch, đất nó ô nhiễm luôn. Bây giờ ước ao của em bây giờ là rửa chân gấp. Bởi vì mình làm gì cũng phải có kinh nghiệm, chứ mình biết đất nó ô nhiễm, nhưng mà nó ô nhiễm như thế nào, nó ảnh hưởng đến mình như thế nào, mình không biết. Đi ở nhà ké của ba má nên đi ra vô phải khóa cửa. Nhà của em làm khỏi cần cửa luôn, khỏi có cửa, không có hàng rào. Nhà em làm vậy, không có rào cản, ai cũng có thể đến được với em. Ai muốn hại em thì hại, ai muốn thương thì thương, không quan trọng. Không có lo sợ, bởi vì đối mặt với sanh tử mỗi ngày, với sông với biển mà. Cứu chúng sanh trong biển khổ mỗi ngày mà, có gì đâu sợ. Còn mấy đứa kia nó vẫn chưa muốn vô nhà, nó còn chờ đợi nhau đồ, nó còn chờ đợi, nó chờ đợi anh chị em của nó đồ. Bây giờ cảm giác sung sướng nhất là gì quý vị biết không? Đút cái chân vô nè, hèn chi con rái cá ti ti nó về là nó muốn nhảy vô thao nước sạch liền. Trời ơi, nó đã ngứa, nó đã ngứa lắm mày. Ôi, nó đã ngứa cực kỳ luôn, đã ngứa lắm luôn á. Ừ, nó nổi mấy cái mẩn đỏ lên nè anh chị ơi. Trong này nó có mấy cái con. Ồ, nó nổi mẩn lên nè. Nè anh chị thấy không? Đó là lý do em bị ngứa đó. Nè, nó nổi mẩn lên nè. Giờ nó đổ mận, cái cục mận bự to luôn. Ngứa lắm. Nó mận lên hết luôn nè. Ôi mận. Rồi, hồi cho mọi người coi cái chân của em tại sao em ngứa nha. Đất ô nhiễm là như thế nào nha. Mọi người nhấn like đăng ký ủng hộ kênh YouTube để em giải cứu thiên nhiên động vật thành công trong rừng ngập mặn. Để có nhiều mạnh thường quân ủng hộ giải cứu hơn nữa.
tại có tới hàng ngàn người đánh bắt. Rừng ngập mặn giải quyết kế sinh nhai cho hơn 150 triệu người mà. Nên người ta đánh bắt nhiều lắm. Mà có mình em Cú với 15 người đang ủng hộ á. Để coi trong năm nay thì có bao nhiêu người. Rồi, kiểm tra chân. Đây, lên mận hết. Lên mận hết. Lên mận. Này, đây. Thấy không? Đất nó bị dơ, ô nhiễm, nó làm dị ứng da liền, thấy không? Gây kích ứng cho da, nổi mận lên. Nổi tùm lum luôn. Wow, ngứa thật sự luôn á. Mọi người đã thấy cái khổ chưa? Cái khổ của tôi đi phóng thanh trong rừng ngập mặn chưa? Cái nghề tôi đang làm thấy chưa? Nghề cứu chúng sanh trong biển khổ. Nhờ quý vị Bồ Tát ủng hộ nữa mới làm được. Không sướng như mấy YouTuber khác đâu. À, đất mà dính vô đây mà mình không có gỡ riết á, nó bị hở móng chân là thấy chưa. Cái móng này em không có chùi sạch nên để sình nó dính, rồi bắt đầu nó bung cái móng nha. Nên bây giờ phải chăm sóc móng lại. Nên lúc mà bùng đất á, nước cạn á, không có làm gì được. Muốn đi nhặt rác cũng được. Đi nhặt rác mà chơi dọc sình mà nước cạn á, là về là bung móng hết luôn á quý vị. Chỉ có nước đầy thôi. Đúng không? Đúng không? Quick. Đúng không? Quickly. Thôi vô nhà, vô nhà, vô nhà.